Trung Quốc lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác từ rượu đến smartphone, nhưng chuyên gia phân tích Peter Than Larsen của hãng tin Reuters lại cho rằng có những kỷ lục cho thấy sự chênh lệch trong xã hội hơn là thành tựu. Người Trung Quốc hình như rất thích tạo kỷ lục và làm nên những thứ to lớn. Vừa rồi nước này vừa thay thế Pháp và Ý trở thành nước tiêu thụ rượu lớn nhất thế giới. Đó là một tin đáng chú ý nhưng không có gì quá ngạc nhiên. Trung Quốc có hơn 1 tỷ dân, Pháp chỉ có chưa đầy 100 triệu dân, cho nên khó nói được nước nào uống rượu nhiều hơn. Người Pháp thực ra uống vang rất nhiều. Trung Quốc sẽ dĩ lập nhiều kỷ lục về tiêu thụ hàng hóa vì nước này đông dân thôi. Vậy những kỷ lục nào mà Trung Quốc có khả năng tiếp tục lập trong tương lai? Có nhiều thứ mà tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ tiếp tục lập kỷ lục như lượng tiêu thụ smartphone, xe hơi, vàng, v.v. Thế nhưng có những mặt khác Trung Quốc lại không đạt được kỷ lục như số lượng tiêu thụ thuốc và dược phẩm. Trước năm 2020, không phải người dân nào của Trung Quốc cũng có đủ thuốc để chữa bệnh. Điều đó cho thấy vẫn còn sự bất bình đẳng trong xã hội. Hãy nhìn đến khía cạnh môi trường mà xem. Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu và than lớn nhất thế giới, nhưng điều đó cũng khiến nước này trở thành một trong những nước thải nhiều carbon ra môi trường nhất. Do đó không phải cái gì lớn, kỷ lục cũng tốt. Tôi cũng thấy là có những lo lắng về chênh lệch giàu nghèo do quá trình phát triển ở các nước mới nổi. Tất cả các nước đều có sự chênh lệch trong quá trình phát triển, nhưng tại Trung Quốc, đó thực sự là một nguy cơ lớn và có thể trở thành một kỷ lục trên thế giới. Trung Quốc luôn bị ám ảnh bởi việc phải trở nên lớn nhất, mạnh nhất trên thế giới. Họ xây dựng những tòa nhà chọc trời, lập nên những ngân hàng lớn nhất thế giới. Nhưng những điều đó có thể gây ra những hậu quả xấu trong xã hội. Cần phải chú ý đến những thước đo khác chứ không chỉ có kích thước. Lớn nhất không đồng nghĩa với tốt nhất. Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.